Thứ sáu cuối tuần và mình đã quyết định là đi các cái cung ở Hàn Quốc. Đây là ga Gyeongbok cung cho nên là có một sự khác biệt cổ kính hơn các cái ga khác. Có những cái di tích lịch sử ở đây. Di tích lịch sử? What? Đây có những cái câu chuyện kể về lịch sử ở ga này. Khác với các cái ga khác thì ở bình thường đi bình thường thôi. Thôi đến đây là thấy ngay một sự cho khách du lịch ở đây. Chúng mình đi ăn, đói quá. Rồi mình sẽ làm lúc tiếp. Chuẩn bị đến Gyeongbok cung rồi. Đang dịch cho nên là nobody come. Kiểu là một mình một đường luôn. Đấy. Trên đường đến đây thì là có nhiều các cái tranh ảnh. Tranh ảnh ở hệ bảo tàng đất nước, ảnh Hàn Quốc. Cái ảnh của các vị vua. Đấy, và các cái báu vật ở trong viện bảo tàng đấy, tất cả đều liên quan đến tòa thẳng Vương cung này, đúng không? Đường đi lên Gyeongbok cung rất là đẹp mọi người ơi. Không có người đâu mà người thoải mái. Nói nhiều thì đón 5 phút. Không phải chẳng biết nói gì nữa. Này núi, núi từng ba địa thế nhân hòa địa lợi cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa, người đã đến đây rất là đẹp nhưng mà như nó chặt hết cây thì sao chả thấy cây cỏ gì. Thôi cảnh nào đẹp thì chụp vừa vậy ạ. Vào trong có được vào những điểm không có free không? Không rồi sao ấy, em thấy im xe như kia chắc không. Thực ra là dịch là đắng. Đúng rồi, dịch là đắng. Đến cổng. Đến cổng mình chụp ảnh kỷ niệm. Cái mức là vào free đúng không? Ừ. Mọi người có thể đến free nhá và chụp ảnh rất thoải mái chụp ảnh. Ok. Mười man ở đây mọi người ơi. Mười man á? Quỷ vãi chuồng. Tùy vào những người ghét mình hay không. Nếu mà mình chụp ảnh thôi thì không biết. Con bạn em. Nói chung là phải có người đi bóp. Con bạn em học Cúc Min là nó ở gần đây. Trường Cúc Min ở gần đây à? Cúc Min gần đây mà. Con bạn em nó đi bóp, nó đi qua chỗ này suốt. Hãy đi thuê Hàn Quốc. Ôi, cái chỗ này cảnh đẹp ơi, đẹp thế nhung. Chụp ảnh ở khu này. Đây là cung bên cạnh này đấy. Lá vàng rơi này. Mình chạy cung này trước đi. Đi thuê Hàn Quốc ạ? Thuê Hàn Quốc ạ? Hàn Quốc đã rời chủ rồi. Đi thuê Hàn Quốc ạ nhá. Ở xung quanh tôi bốc cung rất nhiều. Nhiều hơn các bạn. Không sao, không sao. Ai rồi cứ gái đẹp mới là được nhá. Lời bình. Lời bình. Năm sa le 50%. Sa le 50% nha mọi người. Tại đang dịch ấy. Đang dịch. Nên là mình sẽ làm. Xinh. Ôi. Ôi xinh nhỏ. Ừ. Ôi, bảo người ta làm tóc hả? Bảo người ta làm tóc hả? Người ta bẹn bẹn. Người ta sẽ làm cho không. Quay như nhá. Ăn quay đi.
Ờ, bộ này hình thể trung. Bộ này xinh. Ui, xinh trung xinh rồi. Cô hỏi là có mỗi chị nóng là các em không mặc à, và mỗi only import. Hà mặc rồi tao không hợp à? Em thấy thế. Ai mặc rồi? Rồi anh chọn đồ rồi, chọn đồ một khác. Cũng có thể là cái bộ đấy nó bị xấu. Buổi chụp ảnh quay váy lấy tay phất một cái mạnh lên xem nào. Đây, chị cầm như này nè, cầm như này nè, cầm như này nè, từ từ chị chế hiệu một tay ba con người đi lúc đẹp. Đây em cho xem quay nhá. Ừ, đang quay hậu trường chụp ảnh đẹp xinh. Đúng rồi, có người đúng không? Đúng, cái đoạn này có người vào. Quả dây hồng hơi bị ăn dơ. Quả dây hồng. Bây giờ quay được vlog chưa? Đang quay mà video vlog thôi chị ạ. Chuyển cho vui đam mê. Đấy, đang đấy. Quả dây. Ơ nhưng mà hợp mà, quả dây hợp. Thành quả. Cô tè. Ok. Thị trường này kinh như kiểu người quảng cáo ấy vậy. Ừ, như kiểu đi quảng cáo thô. Tôi đi vào khung em ơi. Ơ, trông cũng giống người cô gái quảng cáo hộ ấy. Thật dễ thấy em giấu tay. Mình em sẽ photoshop. Em photoshop chứ đấy thành Suzy Vinky. Đúng không? Cô vào rồi lại đi ra. Ô, có phải ông đấy? Murio Panram đấy hay? Ừ. Tham quan miễn phí đấy. Ừ. Ê, chụp ở chỗ kia kìa. Anh ơi. Nếu mà không Murio thì ta lại đi. Giờ là chả thế. Người ta nói câu chuyện là nếu. Tao kia chụp kia. Ừ, vào trong ngoài, không thể chụp được. Thổ con hóa là bên trong chị có gì diễn nào. Hai chị em ôm cột đi. Ôm cột đó là kiểu ba bắp rồi em ra đừng dùng sử dụng từ ba bắp đây là cô gái thôn quê. Đây đứng ở mấy nhà gỗ này mà chụp này cho giống à không không được vào không được vào không cho vào không được vào nhưng nghĩa là nhưng ngồi cạnh đấy ngồi được không ngồi đây. Xin chào mọi người. Hôm nay là thứ 6 cuối tuần và mình đã quyết định là đi các cái cung ở Hàn Quốc. Thì ở khu vực Gyeongbok cung York thì có rất nhiều cung ở xung quanh nữa. Và các bạn có thể thuê hanbok này. Như clip mình đã giới thiệu đi thuê xong rồi mình đi dọc vào con đường ở đến cung thì đều đẹp hết.
đều có thể chụp được bức ảnh đẹp. Cho nên là mình chỉ tốn tiền thuê hangbook thôi, chứ còn những vào cái cung này đều mudio hết và có thể chụp nhiều những bức ảnh đẹp đậm chất Korea. Đấy. Đấy, thấy mình giống Korea chưa? Annyeonghaseyo. Ai biết được đây là người Việt Nam đâu. Mình là Korean Saram. Mình là Live Mix Mix. Đúng là Suzy Vinky. Mắt bị nhau là cái điểm. Đấy. Đây các bạn ơi, vào trong cung này rất là nhiều cây lá mùa thu rất là đẹp luôn. Lợi dụng lúc đỉnh cao gió này, không cần phải đạo diễn, không cần gì, diễn viên không cần phải quạt thông gió, cũng có gió là cũng có hoa cây lá rụng rời ở đấy này. Quá đẹp, không cần làm gì được cũng xinh. Chụp em ơi. Các bảo vệ đến, cháu không có hái cây đâu. Cái thì chụp thôi. Lá tự chụp. Chụp qua quay được không? Sao lúc mình ra nó không dùng được? Vẫn dụng mà. Đúng rồi, có ánh nắng trông đẹp thật. Có nắng là đều đẹp, không có nắng là đều đẹp. Nắng đông mới đẹp thôi, nắng hè thôi. Cưng vào đi. Ui, nhìn phải quay cái đỉnh núi à. Ừ, đấy, tí rồi ra chụp đỉnh núi. Tí ra chụp đỉnh núi, biết đỉnh núi ở đâu không? Không, từ đây đã nhìn được đỉnh núi rồi. Mình chụp cái chỗ cái cây là quay slow motion không? Ừ, slow motion. Đây, xuống đây, xuống đây. Kiểu đang đi rồi thôi quay lại. Quay người lại. Nha. Rồi em cũng chơi. Rồi nha. Chị đi luôn đi. Quay ạ, 1 2 3. Quay một vòng. Chị giống. Ôi, chị chóng mặt quá. Sao đây? Đẹp quá. Xinh nha mọi người. Ôi, đây nè. Từ đây 25 cái. Đây một khuôn mặt sung sướng vì thành quả quá tốt đẹp. Đâu rồi? Ừ, xinh đấy. Ui chết. Ngược sáng. Nếu chưa vật đấy. Hướng sang bên ánh nắng ấy. Ừ, chẳng phải hướng sang ánh nắng ấy. Vì một sót. Ê, nhìn như quay phim truyền hình thế này. Ồ, đẹp thế. Ừ, lên ảnh đẹp nhở. Lên ảnh đẹp lắm. Cảnh như nào. Cho thấy được đẹp như nào không. Ê, ghét nhạc gì thì đẹp hay. Nhạc cơm. Nhạc ở đây chàng cơm. Nấu ăn. Ôi, ừ rồi, vào trong đây mới có mấy nữa. Ờ, chơi bố. Nhưng mà tao muốn nhạc gì lãng mạn một chút kiểu bởi vì. Ừ, em hay chủ từ đây có đẹp không? Chỉ là ừ. Ừ, đẹp đấy. Ừ. Cái gì đi ăn ăn chủ ạ? Cả tất cả chị thà nhỉ sao? Màu xanh màu trắng. Vẫn đang diễn là con ngoan trò giỏi, cháu con lóc hố.